Come on baby. Xin chào anh em, quý vị và các bạn. Hình nhạc đang ở bánh sốc motor show đang hơi bóc cho nên là phải bóc theo một tí. Rồi, bóc theo để giới thiệu với các bạn mẫu Triton Absolute. Đây là cái bản độ. Mời các bạn ngắm nhá, mời các bạn ngắm để xem có đấu được với Ranger Raptor hay không. Yes, đây Triton Absolute siêu nhân, trông như siêu nhân nhỉ. Đội kiểu này đẹp quá, quá đẹp luôn, trông nó gấu hơn hẳn. Dynamic siêu vẫn còn nha các bạn, dynamic siêu này vẫn còn này, vẫn còn này. Đèn bi led. Rồi. Rồi, Triton Absolute đây. Lưới tản nhiệt trong hầm hố hơn. Ốp đèn dưới cả, cái này toàn bằng carbon này. Cái này toàn cả là ốp này carbon luôn, trông rất đẹp. Không phải ốp nhựa nhá, như mình là thường ốp nhựa bắt vít bắt ốc gì đấy, nhưng mà đây độ chắc là mình nghĩ là bản độ chính hãng cho nên đẹp. Phần cản dưới này cũng vậy, carbon hết, carbon là tốn tiền rồi. Còn tập chắn gầm để mình xem tập chắn gầm rồi. Tập chắn gầm thì hơi mỏng, mình nghĩ nếu mà gấu hơn thì phải có tấm bằng thép cứng hơn, kiểu như của ARB thì đẹp hơn. Còn ốp cản dưới này là màu đỏ, hơi điệu. Nói chung là Triton vẫn có gì đấy là hơi điệu, nhưng mà cái đầu này như đầu đạn đấy các bạn ạ. Lốp MT và chuyên chạy đường bùn, đường xấu, đường sỏi. Đây vành có bít lóc luôn nhá. Nó sẽ khóa lại chiếc lốp không bay ra khi mà chúng ta chạy tốc độ cao trên cái đường xấu. Gai lốp rất to. Rồi, lốp MT này, Max Terrain này. Gương thì cũng giống như Triton bình thường thôi. Nó có camera 360. Bản đầy đủ của Triton ở thị trường Thái Lan thì cũng chả thiếu thứ gì. Bật lên xuống, ốp hồng cũng bằng carbon. Carbon là tiền rồi, đẹp hết. Trung đồ của Thái đẹp thật. Toàn bộ thanh giá nữa ở trên này. Đấy, mình có thể nắm tay vào đây, bước lên bậc bệ lên xuống. Đấy. Rồi. Nhạc to quá anh em thông cảm nhá. Nhạc đang lên rồi, cuối buổi cho nên hơi máu. Ốp cản sau. Wow. Carbon. Đèn sau của Triton rất đẹp. Đèn sau Triton nếu mà đấy ở trong cái điều kiện hơi tối tối này anh em sẽ thấy được là đèn led. Bóng sinh nhan, bóng lùi thì vẫn là đèn halogen thôi. Ốp carbon, hơi sót nếu mà đi đường xấu lỡ va vào đâu thì hơi tiếc. Rồi, cả ốp gầm này. Cái bộ này về lắp vào Triton Việt Nam thì tính bao nhiêu tiền? Trông là khá là yêu thương rồi đấy. Hơi đáng tiếc một chút là khả năng cao là khung gầm và hệ thống treo của mẫu xe này thì cũng tương đối giống Triton thôi. Cửa thì cũng không mở được bởi vì trong nội thất khả năng là chưa có độ đẽo gì cả, cho nên là dán kính đen hết, đấy. Raptor của Ford Ranger thì là sử dụng hệ thống khung gầm riêng, treo Ford Racing. Thì đó là sự khác biệt rất lớn. Nhưng mà thực sự mà nhìn cái bản Triton Absolute này là đẹp thật. Nhìn nhất là phần đầu. Bản này về Việt Nam không biết bao tiền. nghĩ là Mitsubishi Việt Nam thì cũng nên đưa phiên bản này để có khách nào chịu chơi thì sẽ bỏ tiền ra mà mua. Chỉ là đồ độ chính hãng nó cũng đẹp. Thứ hai nữa, để làm hình ảnh thì nó cũng rất tốt cho Triton. Họ chỉ cần thay đổi không quá nhiều nhá, không quá nhiều đâu, mà đã tạo một cái diện mạo hoàn toàn khác cho Triton rồi. Ở đây, trên đây khỏi phải đây, trên đây là dàn led này. Đẹp. Thực ra cái mẫu Triton thế hệ mới này vừa rồi mình có chạy thử thì nó đã êm ái hơn nhiều rồi. Nó không cứng như ngày xưa nữa. Nó có thể chuyển cái tỷ lệ kiểu như từ Dakar giảm bớt đi và sẽ về phố nhiều hơn. Thì nó sẽ cân bằng các yếu tố, bởi vì bán tải bây giờ đi phố nhiều, đi đường bằng nhiều. Cứ chui vào đường xấu làm gì, nhiều khi mệt chết đi được ấy. Chát chát chát. Cuối buổi nhạc to quá. Rồi anh em xem video thì subscribe, rung chuông mạnh mẽ và giúp mình nhá. Cảm ơn, rất cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn. Thực sự là phải nói lời cảm ơn rất sâu sắc tới anh em đã luôn theo sát ủng hộ Auto Daily.